Ok đã, xin báo cáo cho bác Bình chép nhá. Trời sáng ra lên mạnh thế này, thời tiết đẹp này mà các cụ ở nhà hơi phí. Chưa được 10 phút đi. Tốt ngày bây giờ ai mua thính gọi vào thính Bình chép nhá. Rồi. Chè uống tễ mồm ra xong còn bảo là mày pha đặc thế, không biết có ý gì. Bây giờ ra giật cá rồi. Thì... đen rồi, đen kịt luôn. Vâng. Nên hàng khủng rồi, úi giời, nghe căng thẳng quá nhỉ. Bác phải phát biểu cảm tưởng cái. Alo, alo. Chưa vào vật thì chưa. Chưa. Chưa có gì là yên tâm. Cá hồ ăn như thế đói nhỉ. Thời tiết đấy, không có lỗi câu thì có lỗi với thời tiết. Chính xác. Anh em đến câu đi. Trời. Bình chép là chủ mực phút hả? Cả những người phút đa con. Khét đấy. Thế mà vào vẫn chia chè đặc quá. Không hiểu kiểu gì luôn. Chưa nhìn thấy mày. Chào tất cả các cụ đang xem livestream nhá. Hàng ngày hàng em đen kịt. Kinh, bác còn siêu âm được cả bật lưỡi cơ. Kinh hiểu khét đấy. Đây là bác Bình chép nhá. Xe mặt cái nào, ui rồi. Con này nó phải to như cái quạt nan này. Châu rồi. Chưa nhìn hàng đâu. Châu. Nhìn thấy châu. Đi ra. Úi giời. Cá đang ăn bờ này mà. Từ sáng giờ thả mồi, toan thả mồi khoảng 10-15 phút là lên hàng. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Kịt luôn. Đầu chín nhá. Đen mới thôi. Xoay.
Sợ. Anh nói thế này cha, anh bảo 15, vừa bảo 15 phút xong bây giờ lại bảo 10 phút rồi, xuống nhanh thế. Ba con rồi, thế còn sớm về mà con không 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 dám nói gì. Phát biểu cảm tưởng mà không không thấy ý kiến gì cả. Hàng em đen nhá, từ sáng giờ 4 con live stream thì 4 con ăn vào hầu nhá. Mời các cụ đến hồ sưởi ấm và uống nước chè nhá. Xem các cụ lên cá. Không, con này đầu 9 thôi, đầu 8 đầu 9. Rồi. Đây là con tìm được phát trước rồi đấy, chạy ra không kịp đấy. Đây ạ. Công tác chuẩn bị giao thớt, à quên dọ giếc nấu thế nhỉ. Ô anh Hương ơi. Anh. Ôi đừng. Đi nuôi ra đạp em ngủ ấy. Đạp cũng gặp lại. Rồi báo cáo thành công cho bác Bình Chép nha. Em xin phép kết thúc livestream tại đây nhá. Các bác chờ em chỉ tầm khoảng 5 phút nữa thôi, em lại livestream cho các bác xem.